Ten Hag bị fan Manchester United đòi sa thải, bị Sancho cà khịa trên mạng xã hội. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đang phải chịu vô vàn chỉ trích từ cả truyền thông lẫn người hâm mộ của Manchester United. Ngoài ra, ông còn bị Jadon Sancho ngầm mỉa mai trên mạng xã hội. Ten Hag chịu vô vàn chỉ trích sau trận thua của Manchester United. Sau thảm bại 0-3 trên sân nhà trước Tottenham của Manchester United, Ten Hag đã phải chịu rất nhiều áp lực. Một cơn mưa chỉ trích đã được tạo ra từ giới truyền thông. Nhà báo kỳ cựu Chris Sutton cho biết, đây đó là màn trình diễn khiến huấn luyện viên bị sa thải. Trong khi đó, bình luận viên Melissa Reddy thậm chí còn cho rằng Manchester United vẫn còn quá may khi chỉ phải nhận 3 bàn thua trong trận đấu này. Theo Reddy, Tottenham đã y lột trần y mọi điểm yếu của Manchester United. Tấn công rời rạc, kỷ luật yếu kém, phòng ngự hớ hênh và cá nhân mắc sai lầm không thể cứu vãn. Cựu hậu vệ Ashley Young thì thẳng thắn nói, để Ten Hag không còn gì để giải thích. Ông ta cần phải ra đi. Manchester United gần như không thi đấu. Tôi không thấy được sự nỗ lực cũng như cách vận hành trên sân. Họ không có thủ lĩnh nên tất cả mọi thứ đều rất rời rạc. Manchester United giống như 11 cầu thủ mặc chung màu áo chứ không phải đồng đội. Chẳng ai muốn lấy bóng hay chuyền bóng. Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối chỉ có đúng một chữ tệ. Như tôi đã nói trước đó, Tottenham giống đội chủ nhà hơn. Họ thoải mái cầm bóng và hai trung vệ chẳng gặp phải áp lực nào. Jamie Redknapp, một chuyên gia bóng đá khác nhận xét, thì Manchester United và Ten Hag đang đi xuống. Không còn gì để phàn nàn nữa. Ông ấy đã có đủ cầu thủ và một hàng thủ 4 người, không có lý do gì để bào chữa. Hiện tại, họ đang ở đáy vực thẳm. Tôi không biết họ có thể tiến xa đến đâu nữa. Đây là đội bóng Man United tệ nhất mà tôi từng thấy. Trong khi đó, nhà báo Oliver Hone cũng có quan điểm tương tự với bài viết trên Daily Mail, thì Erik Ten Hag đã hết lý do. Thời gian của ông ta đã hết. Thái độ của các cầu thủ Manchester United có vấn đề và huấn luyện viên không thể làm gì. Sancho được cho là có hành động cà khịa Manchester United và Ten Hag. Màn trình diễn yếu kém của Manchester United khiến cựu cầu thủ Gary Neville phải thốt lên trên sóng truyền hình Sky Sports. Thì đây là một trong những màn trình diễn tệ nhất mà tôi từng thấy dưới thời Erik Ten Hag tại Manchester United và nó nói lên điều gì đó. Neville còn mô tả màn trình diễn của Man United trong hiệp 1 là ề nổi ô nhục. Phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội cũng không kém phần gay gắt. Một người bình luận, để có được những cầu thủ mà ông ta muốn, không có kế hoạch thi đấu, khiến những trận đấu dễ dàng trở nên khó khăn. Những cầu thủ giỏi trông như rác rưởi dưới thời ông ta, chỉ biết đàm phán với báo chí và đưa cầu thủ vào danh sách đen. Hãy đuổi Erik Ten Hag ra khỏi Manchester United. Một người khác viết, kia kỷ luật kém, chạy loanh quanh như gà không đầu. Họ không biết mình phải ở đâu hay công việc của mình. Tôi e là đã đến lúc Ten Hag phải đi rồi. Trong khi đó, Jadon Sancho đã có động thái được cho là mỉa mai Ten Hag. Theo đó, trang chủ Chelsea đăng tải bức ảnh Sancho đang nở nụ cười với câu lạc bộ Palmer sau trận thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 6 ngoại hạng Anh hôm 28 tháng 9. Sancho lập tức chia sẻ lại bài đăng của The Blue trên trang cá nhân. Điều đáng nói ở chỗ, Chelsea và Sancho đăng bài viết ngay sau trận thua đậm 0-3 của Manchester United trước Tottenham. Hành động của ngôi sao người Anh được cho là nhằm mục đích cà khịa nửa đỏ thành Manchester United.